Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh gây mưa và rét cho các tỉnh Bắc Bộ trong vài ngày qua vẫn đang tiếp tục yếu đi, nên mưa có giảm và nền nhiệt cũng tăng dần. Tuy nhiên vào sáng sớm trời còn nhiều mây và có sương mù xuất hiện, tập trung nhiều tại các tỉnh khu vực vùng núi và ven biển. Càng đến trưa thì sương mù và mây cũng tan dần, khiến nền nhiệt vào ban trưa cũng tăng dần và phổ biến từ 20 đến 22 độ, trời ấm hơn một chút. Tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ thì khối không khí lạnh suy yếu nên mưa cũng chỉ còn xuất hiện vài nơi với lượng ít vào đêm và sáng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Nền nhiệt ban trưa trên toàn khu vực cũng đã tăng dần lên mức 24 độ cho các tỉnh phía Bắc và 29 độ cho các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ thì nền nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn duy trì mức cao và phổ biến từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ít mưa và có nắng cả ngày. Tuy nhiên vào sáng sớm nay, một số nơi thuộc khu vực Nam Bộ rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ tại những khu vực trũng thấp do đang trong thời kỳ chiều cường lên cao. Dự báo từ đêm nay cho đến chiều tối ngày mai, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ vẫn phổ biến là ít mưa, đêm và sáng sớm trời còn nhiều mây và có sương mù, đến trưa mây và sương cũng tan dần và trời hửng nắng, khiến nhiệt độ ban trưa cũng tăng dần lên mức 27 độ. Từ chiều tối và đêm mai, không khí lạnh lại được tăng cường xuống nước ta và nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên vẫn là các tỉnh thuộc biên giới phía Bắc. Như vậy là không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại gây mưa và rét cho các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là ở vùng núi cao trời khá rét. Do vậy quý vị nên trang bị thêm cho mình những chiếc áo khoác thật ấm và mang theo vật dụng che mưa khi ra ngoài để bảo vệ sức khỏe trước những thay đổi khắc nghiệt của thời tiết. Không chỉ gây thời tiết xấu trên đất liền do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai, gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Tàu thuyền và các phương tiện hoạt động trên vịnh cần hết sức lưu ý. Ở các miền duyên hải miền Trung thì trong đêm nay và ngày mai mưa hầu như không còn xảy ra, ban ngày trời nắng, nhiệt độ vào buổi trưa chiều tiếp tục tăng lên và đạt mức từ 26 đến 29 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 29 đến 32 độ ở các tỉnh phía Nam. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết tốt, tiết trời có nắng ráo và ít mưa, khiến nhiệt độ vào ban trưa vẫn dao động từ 29 đến 31 độ cho khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ cho khu vực Nam Bộ. Tiết trời vào những ngày cuối tuần khá thuận lợi cho hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, chỉ lưu ý ở một vài nơi do hoạt động của chiều cường gây ra tình trạng ngập úng sâu. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, riêng tại khu vực Điện Biên, Lai Châu từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Sau đó thì gió Đông Bắc sẽ mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận trời nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Sau đó gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa rải rác, gần sáng có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, về đêm tăng dần lên cấp 6, biển động, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.